Cho mời ông Hưng ngồi xuống. Mời ông Công đứng dậy. Ông có quan hệ gì với bị cáo và người bị hại? Thưa tòa, tôi không có quan hệ gì với bị cáo. Còn người bị hại là chị gái tôi. Ông có thể trình bày lại sự việc đã xảy ra? Thưa tòa, nhà chị tôi cũng cùng với hoàn cảnh khó khăn như gia đình nhà bị cáo. Nhà chị chỉ có hai mẹ con, sống côi cút. Chồng thì mất sớm, con thì còn nhỏ dại. Hôm xảy ra tai nạn, chị tôi đang đạp xe đi lấy bánh chưng để đem về bán. Chị tôi cực nhọc cả đời, ở cái tuổi xế chiều vẫn phải cực nhọc mưu sinh. Giờ thì ra đi tức tưởi, để lại cái cảnh nhà chỉ còn một đứa trẻ bơ vơ, không cha, không mẹ, đau xót lắm. Ông có yêu cầu tòa án xử lý bị cáo không? Người mất thì cũng đã mất rồi, có đau xót mấy thì mạng sống cũng không thể quay về. Mặt khác, sau khi xảy ra tai nạn, bản thân bị cáo và gia đình bị cáo cũng rất hối hận. Và cùng với gia đình thì tôi lo hậu sự cho chị tôi. Giờ thì chị tôi cũng được mồ yên mả đẹp. Chỉ mong quý tòa giảm tội cho bị cáo. Bị cáo còn rất trẻ, cuộc sống còn rất dài ở phía trước. Gia đình tôi không muốn lại phải thêm một người nữa phải chịu bất hạnh. Ông có yêu cầu gia đình bị cáo bồi thường thêm không? Ngoài 50 triệu đồng chi phí mai táng do gia đình bị cáo đã bồi thường, gia đình tôi không yêu cầu gì thêm. Tôi chỉ xin tòa giảm nhẹ cho bị cáo. Bị cáo còn rất trẻ, lại là con gái. Đề nghị tòa cho bị cáo được hưởng án treo. Luật sư đề nghị được hỏi